máy lọc nước nóng lạnh nguyên khoáng Watech sản xuất tại Hàn Quốc, tích hợp lõi lọc diệt khuẩn lượng tử với hạt lọc 100% made in Canada, có rất nhiều ưu điểm nổi bật so với các dòng máy lọc nước thông thường khác trên thị trường. Máy lọc nước nóng lạnh Watech được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc với các linh kiện đồng bộ chính hãng có dập nổi made in Korea. Trong khi đó, các loại máy lọc nước thông thường khác sẽ nhập khẩu Trung Quốc hoặc lắp ráp tại Việt Nam với các linh kiện Trung Quốc. Máy lọc nước Watech sử dụng block DU, hãng sản xuất block nổi tiếng nhất thế giới. Có ưu điểm nổi trội là hiệu suất cao, tiết kiệm điện, tiếng ồn thấp, độ bền cao lên đến 10 năm. Trong khi đó, các loại máy lọc nước thông thường khác sử dụng block Trung Quốc, không tiết kiệm điện, làm lạnh không sâu, hoạt động không êm, tuổi thọ thấp chỉ khoảng 5 năm. Đối với máy lọc nước lắp ráp tại Việt Nam sử dụng bầu đun tự chế làm nóng chậm và thiếu an toàn. Linh hồn của máy lọc nước là bộ phận lõi lọc, trong khi các dòng máy thông thường sử dụng lõi lọc Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc thì đối với máy lọc nước Watech sử dụng màng lọc đúc nguyên khối với các công nghệ độc quyền vượt trội nhất trong ngành lọc nước. Đó là lõi tạo kiềm hydrogen 3-in-1 made in Korea giúp tạo ra nước kiềm hydrogen tốt cho sức khỏe. Lõi lọc diệt khuẩn lượng tử với hạt lọc 100% made in Canada giúp loại bỏ hoàn toàn sự xâm nhập của vi khuẩn. Máy lọc nước nóng lạnh Watech chắc chắn là một sự lựa chọn thông minh, giúp mang đến nguồn nước uống chất lượng nhất dành cho người dùng.